chưa? Đi qua bên này nữa. Đó, quả đã to này rồi, một cái nào. Đây. Đứng lên đây coi. Đứng lên trái quả chứ. Yeah. Sao chờ đi một chỗ ông ta lên. Quá trời luôn. Quá trời không? Cây bên kia kìa, cây bên kia kìa. Nó đi mua thì chỗ nào nó cũng biết hết, chỗ nào vườn đẹp vườn xấu nó biết hết rồi. Cho cà phê tốt vào. Cà phê còn lại là hai cà phê xong bỏ phân nhiều vào. Cái cà phê này không cần tỉa luôn này, cà phê còn nguyên rồi. Ngoài có vẻ sạch hơn nhỉ. Thank you.
không uống nước ngọt đâu nha. Ăn thường xuyên nhiều lắm rồi đó.